chương trình của Đức Chúa Cha Bà. Xin mời cộng đoàn đứng. Lạy Chúa vì yêu thương chúng con vô ngần, Chúa đã vui lòng cho con một Chúa đổ máu đào trên thập giá để hoàn thành mầu nhiệm vượt qua, đem lại ơn cứu độ cho loài người. Giờ đây xin Chúa nhớ lại tình thương ấy mà thánh hóa và che chở đoàn con luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con đời sống và nhân tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Đây là bài ca tuyệt hảo của tiên tri Isaiah, dâng lên Thiên Chúa Giê-hô-va, người nơi tớ phải gánh chịu thay cho nhân loại những sự đau thương tủi nhục. Hình ảnh này không ai khác hơn là Đức Kitô trong tương lai. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah có lời Đức Chúa phán: Này đây, người tôi trung của ta sẽ thành đạt, sẽ vươn cao, nổi bật và được suy tôn đến tột cùng. Cũng như bao kẻ đã sửng sốt khi thấy tôi trung của ta, mặt mày tan nát chẳng ra người, không còn dáng vẻ người ta nữa. Cũng vậy, người sẽ làm cho muôn dân phải sững sờ, vua chúa phải câm miệng, vì được thấy điều chưa ai kể lại, được hiểu điều chưa nghe nói bao giờ. Điều chúng ta đã nghe, ai mà tin được? Cánh tay uy quyền của Đức Chúa đã được tỏ cho ai? Người tôi trung đã lớn lên từ chồi cây trước nhang thành, như khúc rễ trên đất khô cằn. Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn ôm
chính là mẫu gương cho nhân loại về đức phong phục. Người đã đi đến tận cùng của sự phong phục để trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho những ai tùng phục người. Mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa sau đây. Bài trích thư gửi tín hữu Hebrê. Chúng ta có một vị thượng tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. Vị thượng tế của chúng ta không phải là đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Bởi thế, hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van, khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện lại xin lên đấng có quyền năng cứu người khỏi chết. Người đã được nhập lời vì có lòng tôn kính. Dù là Con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, người trở lên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai phục tục người. Đó là lời Chúa. Niềm rút ra anh tên đầy tơ vì thường tên
hay sò gươm vào vỏ hôm. Ta không uống chén cha ta đã ban cho ta sao? Bây giờ đội binh, viên quan chức và linh giác của người Do Thái bắt trói người tư hình và thao sang xuống. Bọn linh liền đến đánh giặc ống chân người thứ nhất, rồi người thứ hai, cả hai cùng bị đóng đinh với người. Đến gần Chúa Giêsu, thấy người đã chết, chúng không đánh đập ống chân người nữa, nhưng có một tên lính đây ngọn mắt mà đông vào cạnh sườn, tức thì nước vào máu chảy ra. Kẻ đã xem thấy việc này đã làm chứng, và chứng của người thì thật, và người ấy biết rằng mình đã nói thật, để anh em cùng tin. Mọi việc đã xảy ra để trọn đời kinh thành rằng người đã chẳng đánh sập cái xương nào của người. Và nơi này rằng chúng nhìn xem người Chúa hôm đã đâm, kế đó dù sẽ Arimathea, một môn đệ của Chúa Giêsu, nhưng làm môn đệ trong bóng tôi vì sợ người Do Thái, đến xin Phi-la-tô cho tháo xác Chúa Giêsu xuống. Phi-la-tô cho phép ông điền bên và cân xác người. Ni-cô-đê-mô cũng đến, ông này trước kia đã đến gặp Chúa Giêsu ban đêm. Ông mang theo một bình trộn dầu và thuốc thơm đồ trăm quan. Họ hạ sang Chúa Giêsu xuống, sức thuốc thơm và điểm trong khăn theo cách thức của người Do Thái thường làm. Ở Chúa Giêsu bị đóng đinh có một thừa vườn, và trong vườn ấy có một ngôi mộ, còn mới chưa chôn cất người nào. Vì là ngày giọt lễ của người Do Thái, và vì ngôi mộ ấy rất ân cần, nên họ an táng người ở đó. Đó là lời Chúa. Chúng ta nghe bài hùng khó vừa rồi của Thánh Gioan, một bài cho chúng ta tất cả những cái điều mà chúng ta xoay quanh mầu nhiệm thương khó cuộc đời của và tử đạo của Chúa. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với chúng ta rằng nếu mà chúng ta biết được câu chuyện tình yêu giữa Thiên Chúa và con người thì hãy nhìn lên thập giá. Ở đây đó chúng ta sẽ được biết được câu chuyện tình giữa Thiên Chúa và con người như thế nào. Nhìn lên một đấng đó là Giêsu, một người là Thiên Chúa mà đã hoàn toàn chút bỏ vinh quang của mình, sống như người phàm và gánh lấy tội trần gian của con người, trong đó có tội chúng ta, mà Đức Giáo Hoàng bảo là không có tội nào mà không ném vào Đức Giêsu, không có tội nào không ném vào Đức Giêsu. Đức Giêsu đã gánh cho tất cả chúng ta, và hôm nay đỉnh cao của lòng yêu thương đó là chết cho tất cả chúng ta để chúng ta được cứu độ. Như vậy tất cả các nhân vật ở trong đời ở trong bài tin mừng hôm nay ít nhiều chúng ta tôi không nói, bởi vì hôm thứ lễ lá tôi đã nói rồi. Nhưng hôm nay tôi thấy trên đỉnh đồi yêu thương đấy, trên đỉnh đồi thập ngồi ở Golgotha ấy, có ba cái thập tự. Cái thập tự thứ nhất là của một người ở giữa, một người đã cam chịu hết tất cả những tội lỗi và tất cả những cuộc sự đau khổ của con người để gánh lấy cho con người. Và bên cạnh đó có hai cái thập tự khác, một người được gọi là hai người đều là trộm cả, trộm cướp cả, nhưng mà một cây thánh giá của một người gọi là trộm lành cũng nói lên được tinh thần ít nhiều có lòng sám hối và nhận ra giá trị của đau khổ mà mình đang phải chịu. Nhưng mà quan trọng nhất ít nhận ra tình thương của Thiên Chúa và đã xin với Chúa rằng nếu ông về trở về thiên đàng, ông hãy nhớ đến tôi. Có lẽ một người đầu tiên được vào lúc thiên đàng và Chúa đã hứa với anh một cái lời mà chúng ta thấy là cả cuộc đời anh không dám mơ, cả cuộc đời anh làm điều ác. Ngày hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Cũng có một cây thập tự khác cũng treo một người trộm cắp, của ăn cướp như thế.
Nhưng anh này đã không nhận ra tình thương của Thiên Chúa và anh ta có kẻ tức tối và hằn học một sự thách đố với một con người như Đức Giê-xu. Nếu ông là Thiên Chúa thì ông hãy xuống thập giá để cứu chữa ông và cứu chữa chúng tôi nữa đi. Có lẽ nhiều đôi khi trong đời sống chúng ta cũng như thế. Nếu là Thiên Chúa thì hãy cho tôi thế này thế kia, tôi xin mãi mà không được, tôi xin đau khổ quá mà sao Chúa không nhận lời, ông trời không có mắt. Chúng ta cũng có hiểu khi chúng ta cũng nói như thế. Đức Hồng Y Francisco Mỹ Thuật Thuật ngày hôm nay được bắn kính, Ngài cũng nói cuộc đời của Ngài này rút ra một kinh nghiệm rằng nếu con người không đi vào thập giá thì không thể làm thánh được. Và người ta thường chối bỏ thập giá. Một thập giá, người ta chỉ có muốn một Đức Giê-xu mà không có thập giá. Hoặc ngược lại, người ta chỉ muốn có thập giá mà không có Đức Giê-xu trên đấy. Hội Thánh không dạy cho chúng ta điều đó. Hội Thánh luôn dạy cho chúng ta tất cả các nhà thờ, công giáo đều có hình ảnh của một thập giá, nhưng có Đức Giê-xu ở trên đó. Có một câu chuyện vui kể rằng tất cả mọi người trong giáo xứ quy tụ lại, cha xứ hỏi rằng là: xin chị cho biết, xin bà cho biết, bây giờ có 12 người giống hệt nhau, biết đâu là Chúa Giê-xu, biết đâu là Chúa Giê-xu đây. Bà: sao mà biết được 12 người giống hệt nhau, sao con biết được? Hỏi các ông coi. Các ông bảo là con chịu thua. Bất ngờ có một em giơ tay lên bảo: thưa cha con biết, bây giờ con chỉ cần làm như thế này con biết. 12 người con bắt chè tay ra, ai cũng nỗ đinh là chính là Chúa. Cha bảo, cha sư bảo: quá thông minh, đúng rồi. Một câu chuyện kể vui nhưng mà cho chúng ta thấy là đúng. Một Thiên Chúa bị đóng đinh, bị đâm thâu, bị từ vết đinh ở tay, ở chân và cạnh sườn. Chúng ta không quên được điều đó. Nhưng mà không chỉ dừng ở đó, nếu cái thập tự đấy nó không mang ơn cứu độ, nó không mang cho chúng ta một niềm vui, một sự sinh hoa quả đời sống và đời sống thiêng liêng của chúng ta, niềm vui, bình an, hạnh phúc, thì nó chả có nghĩa gì hết. Đối với một người không có đức tin thì cái thập tự nó không có một ý nghĩa gì hết, thưa quý bạn chị em. Nhưng chúng ta có đức tin, chúng ta biết rằng một Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta và đã chết cho tội lỗi chúng ta, để mỗi khi chúng ta khó khăn buồn vui trong cuộc sống, tất cả những nỗi vui nỗi buồn, chúng ta nhìn lên cái thập giá của một đấng đâm thâu đang nhìn chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta để chúng ta nhìn biết, nhìn lên thập giá hôm nay thứ sáu Hội Thánh mời gọi mình suy tôn thánh giá, chúng ta đừng quên điều đấy. Xin cho cuộc đời chúng ta là một thập giá, nhưng thập giá của yêu thương, thập giá của bình an. Amen. Phục vụ lời Chúa sắp được kết thúc bằng lời nguyện chung. Những lời nguyện chung hôm nay mang tính cách quan trọng và đặc biệt, vì đây là những lời cầu nguyện chính thức của giáo hội cho mọi người hạng trên thế giới. Lời nguyện chung mà chúng ta sẽ đọc hôm nay sẽ có 10 ý nguyện, ngoài 2 ý nguyện đầu và cuối ra. 8 ý nguyện kia được xếp theo 2 tiêu chuẩn, trước hết là dựa theo phẩm chất hội thánh, và sau đó dựa theo tiêu chuẩn những người được gần gũi đức tin công giáo hơn. Xin cộng đoàn đứng. Cầu cho hội thánh. Anh chị em thân mến, ta hãy cầu nguyện cho hội thánh Chúa. Xin cho hội thánh được hiệp nhất và bình an, được Chúa bảo toàn ở khắp nơi trên hoàn cầu. Xin Chúa cũng ban cho ta được an cư lạc nghiệp, hầu tôn vinh người là Cha toàn năng. Xin mời cộng đoàn quỳ. Xin mời cộng đoàn đứng. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho muôn dân được thấy vinh quang Chúa tỏ hiện nơi Đức Kitô là đấng yêu thương gầy dựng hội thánh Chúa. Cuối xin Chúa bảo vệ giữ gìn để hội thánh đang hiện diện khắp nơi luôn tin kính một niềm mà xưng tụng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Amen. Cầu cho Đức Thánh Cha. Ta hãy cầu cho Đức Thánh Cha Phanxicô. Chính Chúa đã chọn người giữa hàng giám mục. Xin Chúa cũng ban cho người luôn an khang để lãnh đạo toàn thể dân thánh. Xin mời cộng đoàn quỳ. Xin mời cộng đoàn đứng. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa an bài mọi sự cách khôn ngoan lạ lùng.
Chính Chúa đã tuyển chọn Đức Thánh Cha Phanxicô và trao cho người nhiệm vụ lãnh đạo dân Thánh Chúa. Xin nhờ lời chúng con cầu nguyện và ân cần săn sóc giữ gìn người để mọi tín hữu luôn bền vững sắt son. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Tủ nhục dành cho tội nhân hèn hạ, nhưng con người đã lầm, Thiên Chúa đã làm cho cây thánh giá trở nên cao trọng và có ý nghĩa khắc thường. Chúng ta nên nhớ ngày thứ sáu tuần thánh là ngày tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Trong nghi thức này, chủ tế sẽ đưa cao thánh giá ba lần và hát: đây là gỗ thánh giá, nơi cho đấng cứu độ trần gian. Và cộng đoàn đưa chúng ta hãy đến ở đây. Đây là cây thánh giá, nơi treo đứng cứu độ trần gian.
mình Thánh Chúa là phần cuối cùng của nghi thức thứ sáu tuần thánh, không thể dừng lại nơi mầu nhiệm khổ nạn mà còn phải đi đến ngày phục sinh, không thể dừng lại nơi thánh giá mà không tham dự vào sự sống của Đức Kitô phục sinh. Chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để giúp Chúa. Xin mời cộng đoàn đứng. Vâng lệnh sự cứu thế và theo thế thức người thầy, chúng ta sẽ thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa.